Chào các bạn, tôi là Mini Chiu. Thời gian vừa rồi tôi không up clip mới vì chờ YouTube bật kiếm tiền cho kênh, nhưng 3 tuần rồi vẫn không có hồi âm gì cả. Tôi sẽ cố gắng làm những tập tiếp theo trong khả năng của mình. Với những bạn hỏi giá và muốn mua các sản phẩm thì vui lòng liên hệ fanpage HGS Sub Studio. Những bình luận hỏi mua bán trên YouTube tôi sẽ không trả lời. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trong tập này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn bộ chìa khóa triệu hoán của khải giáp dũng sĩ Tornado. Khải giáp dũng sĩ Tornado là một nhân vật trong phim Khải giáp dũng sĩ Lava. Người triệu hoán Tornado là Tiêu Phong. Anh lấy danh nghĩa là thực tập sinh để trà trộn vào tập đoàn Thiên Thiên Hảo và lấy cắp đi triệu hoán khí. Thực ra Tiêu Phong là một tên trộm, anh dùng tiền lấy được để giúp cho người nghèo. Cuối cùng anh giao lại triệu hoán khí cho Đoan Mộc Yến và đầu thú. Bộ chìa khóa này có cách đóng gói tương tự với bộ của Lava. Mặt sau là một số hướng dẫn sưu tầm các sản phẩm liên quan đến Tornado. Tôi sẽ mở hộp ra và quan sát bên trong. Các bạn chờ tôi một lát nha. Tương tự với bộ của Lava thì chúng ta vẫn có 4 chìa khóa, 2 pass giữ chìa khóa và giấy hướng dẫn. Như thường lệ, tôi sẽ xem về giấy hướng dẫn trước. Đây là giấy hướng dẫn sử dụng. Và đây là sách hướng dẫn sưu tầm. Giống như Lava, chìa khóa của Tornado cũng được chia làm hai loại. Chìa khóa nguyên tố của Tornado là cụ và chìa khóa tinh linh của Tornado là diên. Chức năng của các loại chìa khóa thì tôi đã nói ở tập 14. Thank you.
Clip đến đây cũng đã dài rồi. Nếu các bạn thích và quan tâm thì hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật các tập HGS Sub Studio mới nhất. Nếu có góp ý, chỉnh sửa, vui lòng để lại ở phần bình luận. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.